mối quan hệ trái ngược của Mbappé với Ronaldo, Messi. Trong khi CR7 là thần tượng từ nhỏ và luôn được Mbappé dành tình cảm yêu mến đặc biệt, mối quan hệ với đàn anh Messi lại có phần phức tạp hơn. Kết thúc trận chung kết, Argentina hòa Pháp 3-3 sau 120 phút, sau đó đánh bại đối thủ châu Âu 4-2 ở loạt luân lưu cân não, rồi trở thành nhà vô địch World Cup 2022. Trong trận đấu cuối cùng, Mbappé 23 tuổi 363 ngày, là cầu thủ trẻ nhất cán mốc 12 bàn ở các kỳ World Cup. Chân sút của tuyển Pháp cũng trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 4 bàn ở các trận chung kết World Cup. Có trong tay loạt kỷ lục, Mbappé đang là cái tên sáng giá nhất, xoán ngôi các đàn anh trong tương lai gần. Mối quan hệ của tiền đạo người Pháp với thế hệ đi trước cũng trở thành chủ đề quan tâm cho người hâm mộ. Năm 20 tuổi, Kylian Mbappé tỏa sáng ở World Cup 2018. Khi đó, công chúng biết tới anh nhiều hơn và những hình ảnh trong quá khứ của chàng tiền đạo người Pháp được lục tìm lại. Trong đó, bức ảnh Mbappé ở tuổi thiếu niên, mặc quần bò và áo hô đai màu xanh lá, nằm trên giường phòng ngủ. Xung quanh là những poster của Ronaldo thời còn thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid, Tây Ban Nha dán đầy khắp tường được chú ý hơn cả. Ngôi sao đang chơi trong màu áo của câu lạc bộ PSG, Pháp gọi CR7 là nguồn cảm hứng cho sự nghiệp bóng đá, cũng là cầu thủ anh ngưỡng mộ nhất trong làng bóng đá. Khi được hỏi ai là thần tượng hồi mới lớn, Mbappé trả lời đó là Cristiano Ronaldo, Messi và Neymar. Tôi có nhiều thần tượng nhưng Cristiano Ronaldo là người mà tôi yêu thích nhất, Mbappé nói. Như mọi đứa trẻ, Mbappé mơ ước có một lần gặp mặt và chụp hình chung với idol của mình. Năm 2012, mong muốn của cậu bé 14 tuổi khi đó thành hiện thực. Trong lần đến thăm trung tâm huấn luyện Van Der Ebers của Real Madrid, Mbappé mặc chiếc áo khoác có logo đội bóng, đứng khép nép bên cạnh đàn anh, hai ngón tay giơ lên tạo hình chữ V. Bức ảnh này thỉnh thoảng vẫn được nhắc tới mỗi khi truyền thông, khán giả bàn luận về tình cảm giữa hai cái tên nổi tiếng của làng túc cầu. Trong cuộc phỏng vấn với Marca vào năm 2017, Mbappé có nhắc lại kỷ niệm này và tiếp tục ca ngợi CR7 là người hùng của tôi. Về sau, khi đã là cầu thủ đẳng cấp quốc tế, Mbappé vẫn coi Ronaldo là đàn anh lẫn hình tượng muốn hướng tới. Tiền đạo người Pháp đánh giá cao sự nghiệp tại Barcelona của Messi, nhưng lại muốn chinh phục nhiều giải đấu, gặt hái thành công ở nhiều câu lạc bộ như ngôi sao người Bồ Đào Nha. Sau trận đấu giữa Pháp và Bồ Đào Nha tại UEFA Nations League 2020, Mbappé đăng ảnh chụp cùng Ronaldo trên sân, đi kèm biểu tượng nhà vua và con dê, gót viết tắt của từ vĩ đại nhất mọi thời đại, để ca ngợi đàn anh sinh năm 1985. Lần khác, tại giải Euro năm trước, trong lần tiếp theo Pháp đối đầu Bồ Đào Nha, Mbappé vẫn tỏ ra khá bẽn lẽn khi đứng bên cạnh thần tượng khi chuẩn bị thi đấu. Khi đó, Cristiano Ronaldo đã khích lệ đàn em bằng một cái ôm. Sau đó, khoảnh khắc cả hai vui vẻ cười đùa trong đường hầm sân và đổi áo đấu, cho nhau tiếp tục làm người hâm mộ phấn khích. Gần nhất, khi Ronaldo đăng tâm thư chia tay World Cup 2022, nam tiền đạo người Pháp lần nữa để lại ba biểu tượng gồm vương miện, hai bàn tay chắp vào nhau và một con dê. Cristiano Ronaldo là tất cả đối với Kylian Mbappé. Nếu bạn đề cao Lionel Messi hơn Ronaldo, Mbappé sẽ dành ít nhất một tiếng đồng hồ để phản bác. Đối với Mbappé, Ronaldo là bất khả xâm phạm. Abdou Diaye Lo, cầu thủ từng có 3 năm làm đồng đội của Mbappé tại PSG, cho biết điều duy nhất thay đổi trong tình cảm dành cho CR7 là những bức hình của Ronaldo dán quanh phòng ngủ đã được thay bằng những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của bản thân, ví dụ như hình nam cầu thủ ôm hôn chiếc cúp vàng World Cup 2018 hay hình tạp chí Time có Mbappé làm gương mặt trang bìa. Ở World Cup, Lionel Messi và Kylian Mbappé là những người đối đầu nhau. Còn ở cấp câu lạc bộ, họ đều đang thi đấu cho câu lạc bộ PSG của Pháp. Mối quan hệ giữa cả hai không quá thân thiết và mỗi bên dành cho nhau sự tôn trọng nhất định. Tuy nhiên, khi cả hai đều là ngôi sao lớn, cộng thêm có cả Neymar trong đội hình, phần lớn khán giả tin rằng giữa ba người có sự cạnh tranh ngấm ngầm khi ai cũng có cái tôi cao. Tuyển thủ Pháp được cho là không hài lòng khi Neymar và Messi đã hình thành một mối quan hệ chặt chẽ do tình bạn thân giữa họ hồi còn khoác áo Barca. Điều này khiến cầu thủ 24 tuổi ít có tiếng nói hơn trong phòng thay đồ của PSG. Khi Messi rời Barcelona và chuyển đến PSG vào tháng 8 năm 2021, Mbappé từng gây nghi hoặc về mối quan hệ với Messi. Sau 2 ngày im lặng, cuối cùng tiền đạo PSG Kylian Mbappé lên tiếng chào đón đồng đội mới Lionel Messi. Chào mừng anh tới Paris, leo là dòng chia sẻ ngắn gọn của Mbappé trên các nền tảng mạng xã hội, đi kèm là 4 bức ảnh anh đang tươi cười, trò chuyện và ôm Messi khi gặp nhau trong một phòng chức năng của sân tập PSG, Camp Des Loges. Vào mùa hè này, khi Mbappé ra hạn hợp đồng thêm 3 năm với PSG và được trả mức lương khủng, ngôi sao 24 tuổi trở thành cá nhân có tiếng nói nhất phòng thay đồ đội bóng. Theo L'Équipe, Messi hiểu rõ anh không còn là ngôi sao số 1 trong đội bóng từ ngày gia nhập PSG ở mùa hè 2021. Siêu sao người Argentina cũng biết việc Mbappé là người được ưu tiên thực hiện các quả 11m cho PSG ở mùa 2022/23 và anh không đưa ra ý kiến phản đối. Khi Mbappé và Neymar xảy ra mâu thuẫn hồi mùa hè năm nay, siêu sao người Argentina là người đứng ra hòa giải cả hai. Trước thềm World Cup 2022 diễn ra, trả lời phỏng vấn, Messi đánh giá cao người đàn em.
Kylian Mbappé là một cầu thủ khác toàn diện. Cậu ấy đúng nghĩa là một con quái vật, mạnh mẽ, cực nhanh và đang sở hữu cho mình một cơ số bàn thắng lớn. Mbappé cũng là cầu thủ có tính cạnh tranh rất cao. Tôi nghĩ khoảng vài năm nữa cậu ta sẽ nằm trong số những cầu thủ giỏi nhất thế giới.